Sống lời Chúa. Thứ bảy tuần 25 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 43b đến câu 45. Tin mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta hình ảnh của người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Chúa Giêsu nhắc nhở thái độ của người môn đệ. Lắng tai nghe cho kỹ để có thể biết và hiểu được mầu nhiệm tình yêu ngang qua thập giá. Đối với người Do Thái, thái độ lắng nghe là thái độ được mời gọi sống trong tương quan với Thiên Chúa. Còn đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, thái độ lắng nghe phải là thái độ cần thiết nhất trong hành trình biết Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời phải được lắng nghe. Nếu chúng ta không lắng nghe cho kỹ, chúng ta sẽ không biết và không hiểu được lời người. Chúa Giêsu khẳng định, mình là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩ. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Thật sự, khi nói về đau khổ, ai trong chúng ta cũng ngại ngùng, hoảng sợ. Và chắc chắn, không ai mong có đau khổ xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cái nhìn khác về đau khổ. Mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của đau khổ Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ hiểu được ý nghĩ của nó. Và cần có thời gian, và cụ thể là sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta ngước nhìn thập giá Chúa Giêsu, xin ơn được hiểu ý nghĩ của thập giá, của đau khổ. Xin ánh sáng của mầu nhiệm thập giá của Chúa ôm chùm những đau khổ của chúng ta, để chúng ta biết đón nhận trong tin tưởng và phó thác. Amen.